Trong video này thì tôi sẽ bắt đầu nói về một số những cái trường hợp điển hình mà tôi biết. Tất nhiên là trên mạng hoặc là trong các hội thảo hoặc là ở đâu đó thì có rất nhiều các cái tình huống hoặc là những cái trường hợp rất là thành công. Thế nhưng mà tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một số những cái trường hợp mà là học viên, là học trò, là đối tác, là khách hàng của tôi mà người ta đã thành công và tôi đã chứng kiến. Và tất cả đều trên nguyên tắc là người thật, việc thật, và mình học hỏi được mô hình của người ta. Thì video này thì tôi sẽ nói về mô hình của lợn rừng. Thì có một khách hàng, có một cái học viên của tôi đã học cái chương trình tôi đào tạo về bán hàng online. Đấy, nhưng mà anh ấy làm lợn rừng, tức là anh ấy có một cái trang trại nuôi lợn rừng. Thế thì câu hỏi đầu tiên là tại sao lại lợn rừng mà không phải là lợn khác? Thế thì thứ nhất là các anh chị thấy là lợn rừng so với thị trường thịt lợn là rất hiếm. Thế nên mình đã chọn được cái sản phẩm hiếm, cạnh tranh nó đã ít. Lợn trắng rất nhiều, lợn mán, lợn đen cũng rất nhiều, lợn tên liểu rất nhiều, nhưng lợn rừng là tương đối ít so với các cái lợn khác. Như vậy mình đã giảm được sự cạnh tranh. Thứ hai, quá trình sản xuất kinh doanh lợn rừng thì anh chủ đã nói cho tôi biết rằng là thực chất con lợn rừng nó có ưu điểm rất lớn là thực ra nó không hề ăn nhiều. Tức là cái chi phí nuôi con lợn rừng nó rất thấp, bởi vì nó không tốn thức ăn như con lợn trắng. Đó, có thể một số người ở đây khi xem video này có thể sẽ cảm thấy không tin hay cảm thấy thông tin mà tôi đưa ra rất là đáng nghi ngờ. Nhưng tôi khẳng định thông tin của tôi là hoàn toàn chính xác. Và tôi sẽ cho các anh chị số điện thoại Facebook của cái người này. Các anh chị có thể tham khảo. Anh ấy nói với tôi là một ngày một con lợn rừng chỉ ăn hết khoảng 2.000 Việt Nam đồng cho một suất thức ăn 3 bữa. Đấy, cách chăm sóc là một là bí mật, chắc chắn là tôi không chia sẻ đâu. Tôi biết nhưng mà tôi sẽ không chia sẻ bởi vì đấy là bí quyết kinh doanh của anh ý. Nhưng tôi sẽ nói câu chuyện thôi. Lợn rừng, chi phí sản xuất thấp, chuồng trại là của nhà rồi, cho nên là chuồng trại họ thiết kế chuồng trại sạch sẽ và có quy trình của khoa học kỹ thuật học của từ Đức, từ châu Âu và của Việt Nam kết hợp. Sau một thời gian mấy năm trời nuôi lợn cũng chết, cũng bệnh dịch rất nhiều, và bây giờ thì anh đã thành công. Tỷ lệ lợn sống từ lợn lái đẻ ra rất cao, tỷ lệ lợn con sinh trưởng bệnh dịch không có là rất tốt, rồi tăng trưởng đều, chi phí sản xuất thấp, kiểm soát được giá xuất chuồng của một con lợn dù có dịch hay không có dịch. Đó, thế thì như vậy người ta bán lợn rừng, thế người ta bán rất là đông khách rồi. Người ta bán lợn hơi cũng đông khách, người ta bán lợn thịt cũng đông khách, nhưng người ta vẫn không muốn bán. Và người ta gặp tôi, người ta đặt câu chuyện là gì? Người ta muốn bán trực tiếp từ trang trại đến tay người tiêu dùng luôn, người ta không muốn thông qua thương lái nữa. Bởi vì thông qua thương lái vẫn bị phụ thuộc, và thứ hai là người ta cũng, khách hàng cũng không biết đến thương hiệu. Thế thì cái phương hướng sẽ là gì? Nghĩ ra một cái tên thương hiệu lợn rừng ABCXYZ hữu cơ, hay là lợn rừng hữu cơ ABCXYZ. Đấy là nghĩ ra một cái tên thương hiệu, thiết kế một cái logo bao bì, làm một cái website, lập một cái fanpage, tạo một cái tài khoản Zalo, xong mình đã chuẩn bị online xong rồi. Chụp ảnh, quay phim, tư liệu, trang trại, con lợn rừng, thịt như thế nào, tất tần tật, chỉnh sửa phần mềm, đưa lên đấy. Xong, rất là dễ, đúng không? Sau đó bắt đầu bán. Bán thì anh ấy muốn bán thịt lợn phi lê và có tên, có tuổi đàng hoàng. Thịt lợn phi lê thì anh ấy bán thì ví dụ như là giá lợn hơi là X thì giá thịt lợn phi lê sẽ là 2X. Đấy là nguyên tắc của lợn rồi. Bởi vì là cái lượng thịt của lợn rừng thì nó chỉ rơi vào khoảng 55% cho đến tối đa là 60%, bởi vì đầu lợn rừng nó rất là nặng, xương rất là nặng. Đấy, thế nên là người ta sẽ bán theo công thức như vậy. Tại sao anh ấy muốn bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng? Bởi vì mình phải hiểu cái mô hình. Thứ nhất là người ta kiểm soát được giá đầu ra của con lợn, vì cái quá trình chăn nuôi là người ta đã kiểm soát được chi phí rồi. 2.000 đồng một ngày nuôi cho đến lúc xuất chuồng là bao nhiêu ngày bạn cứ nhân vào. Đấy, bởi vì cái công thức ăn, cái thức ăn người ta đã nghĩ ra, người ta đã làm được. Có thể rất là hoang đường, phi lý, nhưng mà người ta đã làm được điều đấy. Như vậy một tháng con lợn chỉ ăn hết 60.000
một năm con lợn chỉ ăn hết cỡ khoảng 700.000, đúng không ạ? Và lợn lại đẻ ra được, thế thì nuôi một con lợn 3 năm tuổi thì mất khoảng 2 triệu tiền thức ăn. Thế thì người ta bán một con lợn 2 tuổi có thể được gấp 3 lần, 4 lần như vậy, bằng cách là người ta phi lê ra bán miếng, đúng không ạ? Bán miếng thì giá lợn hơi là x, giá phi lê là 2x. Thế thì phi lê 2x thì bản thân con lợn đấy người ta đã lãi được hết tất cả những thứ khác. Các anh chị có thể hiểu như thế này ạ. Ví dụ như một con lợn rừng 40 cân, tôi nói ví dụ thôi, 40 cân thì giá lợn hơi là 150.000. Thì bán nguyên con lợn hơi như vậy mình sẽ được 40 nhân với 150 là 6 triệu. Thế nhưng mà mình phi lê với tỷ lệ thịt là 55% đi. Thì mình phi lê ra mình sẽ bán được 55% thịt của 40 cân là mình sẽ bán được khoảng 22 cân thịt. Nhân với giá 2x thì là 300.000. Hoặc là giá 1.8x, đúng không ạ? Thì khoảng 250.000. Mình nhân với khối lượng là khoảng 22 đến 25 cân thì nhân lên cũng được 6 triệu. Hòa nhau rồi. Hiểu vấn đề chưa? Thế sau đó thì người ta lãi đầu thủ, người ta lãi lòng mề, người ta lãi xương cốt, đúng không ạ? Và tất cả những sản phẩm đó người ta làm nhà hàng. Thì phần này đó chính là chi phí đầu vào, nguyên liệu của đầu vào nhà hàng là không đồng. Sau đó thì toàn bộ cái quá trình kinh doanh nhà hàng của họ rất là thuận lợi, bởi vì họ cạnh tranh được, họ bán được giá rẻ. Thì đấy là cái yếu tố mà tôi muốn nói là về góc độ mô hình các anh chị phải hiểu nhá. Bí quyết thành công của cái khách hàng này, của cái học viên này của tôi là gì? Thứ nhất là nuôi lợn rừng là cạnh tranh ít, giá trị cao, ít đau ốm, đấy, ít bệnh dịch. Tất nhiên là người ta phải có khoa học kỹ thuật. Thứ hai, chi phí chăn nuôi thấp bởi vì nó ăn thức ăn rất ít. Thứ ba là người ta có bí quyết kinh doanh nhiều năm nay, là người ta đã mở trang trại mười mấy năm nay và bây giờ khống chế được bệnh dịch rất là tốt. Thứ tư là mô hình từ trang trại đến bàn ăn, từ trang trại đến bàn ăn, bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua các kênh online như là Facebook, như là Zalo. Đấy, bản thân tôi, mọi người vào Facebook của tôi xem là cũng thấy tôi bán lợn rừng cho anh ý. Và tôi có bán được, một ngày tôi có thể bán được vài chục cân. Thế thì bây giờ hãy kiếm 10 người như tôi và sẽ bán được rất nhiều hàng. Có những ngày tốt thì bán được 20 cân, có ngày bán Tết thì bán tạ, 2 tạ bình thường. Còn ngày thường này bán túc tắc 50 cân. 50 cân thịt nó không là cái gì cả. Nhưng hãy kiếm 10 người như tôi, hãy kiếm 100 người như tôi làm đại lý cho anh chị. Thì mình có thể bán được vài tạ lợn một ngày, không cần qua thương lái. Mình mổ trực tiếp, anh ấy có lò mổ. Và lò mổ cũng được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Tất cả các tiêu chuẩn đều đã xin giấy phép của Bộ Y tế, Sở Y tế vân vân. Đấy, chứng nhận, chứng nhận, làm website, số điện thoại, Facebook, rồi thì mã QR, mã QR, rồi thì dùng các cái phần mềm truy xuất nguồn gốc xuất xứ vân vân. Và đặc biệt là cam kết là nếu mà khách hàng không hài lòng, sản phẩm không tốt là hoàn tiền ngay lập tức hoặc là đổi sản phẩm ngay lập tức, thì khách hàng rất là an tâm. Đó. Thế sau đó thì cái mô hình từ trang trại đến tay người tiêu dùng hoặc bàn ăn như thế này, thì người ta sẽ cắt giảm được tất cả các chi phí, người ta sẽ bán được rẻ cho người tiêu dùng. Cái phần lời lãi được nó chính là những cái phần đầu, phần thủ, rồi thì lòng mề, tim gan đấy, người ta làm nhà hàng và người ta lãi tiếp. Như vậy người ta vừa có thương hiệu của thịt lợn, thương hiệu cuối cùng đấy, bây giờ cứ mua thịt lợn rừng ABC xì Z, người ta lại vừa có nhà hàng, thế người ta lãi hai lần. Bán cho người tiêu dùng người ta đã lãi được rồi. Thay vì bán cho thương lái thì bây giờ người ta đã bán đây, người ta đã có lãi. 6 triệu con lợn đấy thì người ta đã lãi rồi. Bởi vì bán lợn hơi cho người ta 6 triệu là đã có lãi rồi, đúng không? Lãi công chăn nuôi, lãi công bán lẻ rồi. Bây giờ như thế, sau đó lại làm nhà hàng lãi tiếp, lãi hai lần thì giá trị mới gia tăng. Hãy học cách như thế. Hoặc là như là mẹ tôi là một đầu bếp, tôi đang tính như thế này và các anh chị có thể học theo. Cách làm rất đơn giản. Thí dụ như là mẹ tôi là đầu bếp, bây giờ lớn tuổi rồi, bà đang nghỉ hưu. Thế bây giờ tôi đang tính là sẽ làm thức ăn chín. Tôi sẽ làm cái thương hiệu tên là bếp bà A, bà B, bà C, tên của mẹ tôi đấy, hay là đặc sản bà A, bà B, bà C như vậy. Giả sử nhé, đây là mô hình giả sử thôi, các bạn học cái cách mà tôi làm chứ không phải là bạn sẽ làm như thế, hiểu không? Học cái cách mà tôi làm. Thì ví dụ như là tôi làm cái món cá kho. Cá kho là làm cá chấm, đúng không? Tôi sẽ kho, mua cá chấm tươi
về ví dụ mua một con 7 cân về bắt đầu kho riềng mẻ thịt lợn ba chỉ rồi thì chuối xanh rồi thì sung rồi thì rất nhiều những cái gia vị nước mắm ngon rồi kho lên, sau đó cắt ra cứ cái cho vào niêu 500 g một đấy, hoặc là 1 cân để sau đó để bán vào siêu thị. Thế thì ví dụ mình cộng tất cả các thành phần nguyên liệu lại, sau mình cho vào một xoong, mình cân lên, xong mình chia ra với cái thành phẩm là được bao nhiêu cân. Đấy, sau mình chia ra thì nó sẽ ra đơn giá của 1 kg hay của 500 g đúng không? Sau mình muốn lời lãi bao nhiêu, ví dụ mình muốn lời 20.000 hay là lời 30.000 hay thậm chí lời 100.000 tùy mình nhé. Cộng giá vào. Mọi người hiểu cách làm chưa? Thế sau đó bán siêu thị, giả sử là mình bán được đi, cái phần đấy mình lời lãi một chút thôi, 20.000, 30.000, mình lấy cái tiền công. Thay vì bà bây giờ già rồi, đi làm không ai thuê, ở nhà là không làm được cái gì. Thế thì như vậy, giả sử một ngày bán được 20 niêu cá, với mỗi niêu là 500 g, thì mình bán được 10 cân thành phẩm. Để làm được 10 cân thành phẩm thì mình sẽ làm khoảng chừng 13 đến 15 cân cá tươi, tức là với tỷ lệ hao hụt khoảng tầm 35%. Tại vì sao tôi lại nói được như vậy? Bởi vì tôi đã trực tiếp kho cá cùng mẹ tôi đợt Tết, tôi đã làm, tôi đã tính rồi. À, với tỷ lệ hao hụt khoảng 35%, tức là cứ 1 cân tươi thì chỉ ra được 650 g cân thành phẩm thôi. Thế thì ví dụ mình 10 niêu như vậy, giả sử mỗi niêu mình lãi 20.000 thì 10 niêu mình sẽ kiếm được 200.000. Một tháng mình sẽ kiếm được cho mẹ mình là 6 triệu. Và với một người phụ nữ lớn tuổi ở quê kiếm 6 triệu một tháng như thế cũng là tốt. Hoặc là mình tăng được sản lượng lên 30 niêu và lãi được 30.000 thì mình sẽ kiếm được khoảng độ 900.000 một ngày. 30 nhân với 30 là 900.000 đúng không? 900.000 mà nhân với một tháng rất là nhiều tiền. Đấy. Thế còn 20.000 và nhân với 10 niêu thì có 200.000 là 6 triệu. 30 niêu mà nhân với 30.000 đúng không? Thế thì nó sẽ được nhiều hơn, mình tăng số lượng và tăng lên lợi nhuận lên. Thôi, thì mình cứ tính là kiếm khoảng 10 triệu đi. Cho đơn giản, tôi nghĩ không khó đâu. Đấy. Thế cho nên là ở nhà các bạn cũng có thể làm giúp bố mẹ có được công ăn việc làm và có thu nhập tốt nhá. Thế thì như thế là xong. Thế thì khi mình làm chẳng hạn như là các cái nguyên liệu khác mình mua được rẻ, mình càng mua nhiều nó càng được rẻ. Những cái đầu cá mình lại có thể làm canh riêu, buổi sáng mình ra chợ mình bán khoảng 20 bát bún cá với giá khoảng 15.000 một bát, 20.000 bát, rẻ hơn so với thị trường đi. Thị trường bán 20.000 bán 15.000 thôi, nhưng mà cái nồi canh riêu của mình một ngày mình thả vào đấy 20 cái đầu cá chấm thì mọi người không thể tưởng tượng ra là cái nồi canh cá nó ngon đến mức độ nào, đúng không? Và như vậy mình chỉ việc múc nước vào cái là mình cho tí thịt cá vào xong, bán 15.000, bán 20 bát lấy 300.000, gần như vốn là bằng không, có tí bún tí ba mánh thì không đáng kể. Thế thì 300.000 đi, tôi giả sử đấy, nhân với một tháng 30 ngày đều có 9 triệu tiếp. Như vậy bà vất vả một tí, chịu khó một tí đúng không, tất nhiên phải cân đối với sức khỏe nữa, thì một tháng bà có thể kiếm được 20 triệu bằng một cái giám đốc doanh nghiệp đi làm. Đấy là cách tôi tính cho các bạn, tất nhiên là tính cua trong lỗ, bạn phải bán được hàng, nhưng mà bạn có hiểu cách tôi làm không? Đấy, có những cái sản phẩm thành phẩm mình có thể bán hòa lãi một chút thôi, nhưng mà sau đó mình lại được dư ra cái phần này và mình lại kiếm được cái phần này, mỗi thứ đều rẻ hơn một tí. Đấy là bí quyết nha. À rồi, đấy là cái case study mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, case lợn rừng và cây cá chấm. Case study, case là tình huống, study là nghiên cứu, tình huống nghiên cứu. 1, 2, chúng ta hãy học hỏi. Và nếu các bạn cần tìm hiểu thêm thì các bạn cứ liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp nhé. Tôi biết rất là nhiều case study nhưng mà vì cái thời lượng của cái bài học nó cũng cũng hạn chế thì tôi cũng không thể nói được hết cho các anh chị và các bạn, để các anh chị và các bạn có thể học hỏi. Thì các anh chị có thể gửi email hoặc gọi điện hoặc chat Zalo hoặc chat Facebook cho tôi. Các thông tin của tôi thì rất là công khai, không thay đổi. Email là phananhonline@gmail.com, Facebook là facebook.com/phananhonline, fanpage là Facebook sược PA Marketing, PA là tên tôi đấy ạ. Số điện thoại là 0989 623 888. Số điện thoại này tôi dùng từ lúc sinh viên và giờ chưa đổi đâu. Tôi đi làm 13 năm rồi chưa đổi nhá. Website là pamarketing.vn và kênh YouTube cũng là PA Marketing, PA tức là Phan Anh. Ok. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, là xin được cảm ơn tất cả những bà con nông dân, các anh chị cô dì chú bác đã theo dõi cái video này, các cái series khóa học này, và chúng tôi sẽ còn những bài học tiếp theo
và xin chúc cho các anh chị các bạn là kinh doanh thành công hơn, bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và giúp bà con nông dân mình bớt lam lũ, bớt vất vả, khó khăn đi, cuộc sống trở nên khang trang, khá giả và hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào.